Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh trong sáng nay cũng đã đến thăm động viên ra quân thi công đầu năm tại công trình xây dựng nâng cấp cải tạo trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, cơ sở 154 Lê Lợi và lễ ra quân công trình trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 3 trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân Quý Mão. Dự án nâng cấp cải tạo trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, cơ sở 154 Lê Lợi có tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng nhằm cải tạo, nâng cấp các khối nhà, hạng mục hiện trạng đã xuống cấp, gồm cải tạo khối lớp học 1 tầng hầm, 5 tầng nổi, cải tạo sảnh chính, hội trường, nhà đa năng và hồ bơi, hệ thống tường rào cổng ngõ. Chính thức khởi công từ tháng 11 năm 2022, đến nay, liên danh nhà thầu đã thực hiện khối lượng đạt gần 50% giá trị xây lắp, dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2023. Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo, kỹ sư, công nhân của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Đô thị Đà Nẵng cùng liên danh các nhà thầu. Nhấn mạnh, đây là công trình quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của một trong những ngôi trường trung học phổ thông giàu truyền thống của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị dự án bám sát tiến độ đã cam kết. Hàng năm thì tháng 6, tháng 7 là chúng ta phải thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh. Mà cái trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh đó là luôn luôn là lựa chọn là hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi. Chính vì thế mà cái yêu cầu về chất lượng và tiến độ là phải đảm bảo. Chính vì thế mà tôi đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn và lãnh đạo nhà trường nỗ lực hết sức để chúng ta đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo là phải dứt khoát là phải xong trong tháng 5. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng nhấn mạnh các đơn vị liên quan cần cân nhắc kỹ, báo cáo chi tiết về việc bổ sung kinh phí đầu tư và khẳng định chính quyền thành phố luôn đồng hành, chia sẻ, tạo các điều kiện thuận lợi nhất để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Tại lễ ra quân công trình trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 3, trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân Quý Mão, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo, kỹ sư, công nhân tham gia thi công tại công trình. Đồng thời mong muốn đơn vị chủ đầu tư kiêm điều hành dự án là Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố cùng liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Kỹ thuật SIN và Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nỗ lực thi công dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Thành phố rất quan tâm đến công tác chuẩn bị đầu tư rồi tiến hành thi công của tất cả các dự án trong lĩnh vực môi trường, trong đó có dự án này. Chính vì thế mà tôi đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát, công chí làm hết tinh thần trách nhiệm để công trình này hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn. Tôi đề nghị là các sở ban ngành, quận Cẩm Lệ trong quá trình triển khai dự án này nếu có sự vướng mắc nào thì kịp thời tháo gỡ cho chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công. Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 3 có công suất 60.000 mét khối ngày đêm, tổng kinh phí gần 600 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố. Khởi công từ tháng 4 năm 2022, đến nay dự án đã hoàn thành trên 40% khối lượng hợp đồng, trong đó khối lượng phần xây dựng đạt trên 90%. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành phần xây dựng vào tháng 3. Phần lắp đặt thiết bị sẽ hoàn thành vào tháng 6 và bắt đầu vận hành chạy thử vào tháng 10 năm nay. Sau khi hoàn thành, trạm xử lý nước thải Hòa Xuân sẽ có tổng công suất 120.000 m3 một ngày đêm, xử lý nước thải sinh hoạt cho các quận Hải Châu, Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn.